Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Phạm Thanh Vlog nhé. Ok mọi người có biết em đang cầm quả gì đấy không ạ? Đấy mọi người thấy không? Đấy là ở quê em gọi là quả quáo nha mọi người. Có một số nơi thì gọi đấy là quả lúc lắc, bởi vì nó lúc lắc rất giỏi ấy. Người ta gọi là quả lúc lắc. Thì ở chỗ em gọi là quả quáo. Em vừa chọc xuống nó bị gầy mà cái đầu rồi. Nó nhìn nó giống quả phường không mọi người? Thấy nó rất giống quả phường đúng không? Bây giờ là cái quy trình để làm chế biến ra cái món quáo này mọi người biết làm sao không ạ? Bây giờ em sẽ đột đột nó lên nhá. Cho lên bếp lửa rồi đột nó lên như thế này đấy, đột bao giờ nó chảy đen nó xui cái lớp giá ở bên ngoài ra thì em sẽ cào cái lớp giá để đi. Bây giờ em được tiến hành đột. Mọi người xem video đừng quên để lại cho em một đăng ký kênh và một like nhá. Đấy mọi người, sau quá trình em đột xong thì bây giờ cái quả quáo này nó đã như thế này nhá. Cái quả quáo này đối với những người ăn được thì nó rất là ngon, nhưng mà người không hợp thì nó rất là đắng. Ai mà không ăn được đắng thì không thấy quả này không ngon. Đấy bây giờ đổ xong thì em tiến hành cào cái vỏ ngoài nhé mọi người. Đấy cào cái vỏ này đi cho nó sạch, nó mất cái lớp ngoài đi. Thì mình cũng không biết là cào đi để làm gì, nhưng mà hình như là đờ đặn hay sao á. Thì bởi vì là thấy ông cha ra trước đấy là thường cào đi cái lớp ngoài này, thì mình nghĩ là nó sẽ đỡ bớt đặn đi. Đấy cho nên đổ xong mọi người cào cái phía ngoài này đi. Đấy cào như em này mọi người thấy không ạ? Đấy rồi cái này làm được rất nhiều món. Em cào thì nó không sạch lắm cho nên em tiến hành rửa vào nước lạnh nhé mọi người. Thì em vừa đổ được ở phần dưới cho con phần trên thì nó chưa đổ kỳ lắm. Thì em phải vứt bỏ đi phần trên, phần nào chưa đổ tới nữa thì em vứt đi phần đó. Đấy mọi người, em rửa lại cho nó sạch. Cảm giác cho nó sạch thì cái đén này nó ngon ngon ngày hơn. Đấy mọi người thấy không ạ? Thì cái này có thể làm được món nộm này, làm được món xào này. Bây giờ em lại làm món xào nhá. Ok mọi người, đấy là cái món xào của em này. Em đang xào với lá lốc muối tàu và nước mắm tỏi ớt. Đấy mọi người thấy không ạ? Đây là thành quả sau khi em xào xong, nhìn nó màu nó nâu nâu sầm sầm giống như đầu xào chín quá đấy mọi người, nó không có màu xanh lắm. Đấy cái khí xào thì nó chuyển màu. Ok mời mọi người cùng thưởng thức với em nhé. Cái mỏng quả này rất là đặng, nhưng đối với em thì rất là ngon. Nhiều người ăn được đặng thì cảm thấy rất là ngon. Ok mọi người, thì mọi người nhớ đăng ký kênh và ủng hộ em nha. Mời mọi người ăn nha, rất là ngon. Để mọi người cùng làm và thưởng thức nha mọi người. Ở quê mọi người có gì cùng làm và thử thưởng thức cho em sao nhá.